Rồi, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả bà con cô bác nha. Trần Anh vừa về một mẫu Crew, một dòng xe phân khúc C đời khá là cao. Em này sản xuất năm 2017 luôn nha cô chú anh chị. Bà con phải hiểu nè, riêng Crew 2018 là hết đời rồi. Đây 17-18 là một form, hệ thống cảm biến gieo nguyên bản theo xe nè. Đèn lồi hết toàn bộ, dấu thập phía sau LT nha. Động cơ em này chỉ có 1.6 à. Mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng rơi đâu đó loanh quanh cho em 7-8 lít xăng trên 100 km. Em này form mới nha, đăng kiểm tháng 5 2026 nha cô chú anh chị. Hệ thống kính của em nó là kính nguyên bản theo xe. Mẫu này tích hợp thì sẽ có xi nhan trên gương chiếu hậu nè. Anh chị coi dàn mâm đúc nguyên bản của dòng Crew nè. Bốn quả giỏ đâu đó còn được 60-65%. Form dáng đẹp nha. Mẫu này anh em lấy về anh em chạy xe hoa cũng đẹp nè. Chạy dịch vụ cũng ok. Mà anh em đi gia đình thì tuyệt vời nữa anh em. Mặt ca lăng tản nhiệt nguyên bản của em Crew nha. Đèn đuốc có sáng trưng nè. Đi đôi là cụm đèn halogen mới tinh. Kết hợp chúng ta sẽ có đèn led ban ngày và đèn bi gầm cản trước nè. Chạy qua thời gian 5 tháng nè, có sơn này cản trước là cho anh báo luôn. Thùng mình vẫn còn chất sơn rin. Nói chung đâu đó sơn rin còn được lanh quanh tầm 65-70% thôi nha cô chú anh chị. Cũng bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi. Nội thất đẹp nè anh em. Anh chị nè, chủ nhà người ta kỹ không, người ta bọc vô lăng nè. Đấy, vô lăng mới tinh, vô lăng thích hợp luôn. Từ phần cần thắng tay đây, củ số người ta thay cho em nó củ số dễ thương không. Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống mở cúp điện ở trong xe. Và cái form mới là hệ thống sẽ mở cửa lốc kính ở đây nè. Đó, nó nằm ở đây nè. Anh chị nè, được chưa anh em? Quá xịn sò. Anh em thấy không, gương cụp mở luôn nè. Kết hợp là sẽ có ABS đầy đủ tính năng nha. Em này là hệ thống keo chỉ của em này là nguyên bản 100% nha cô chú quý anh chị. Xe không hề cứng lỗi nha anh em. Đi em này đầm lắm. Đây nội thất ở trong. Anh chị, 27 ghế da nguyên bản theo xe hết. Ghế da khá là mới, sạch sẽ lắm. Chạy em này sát nặng, đi bao đầm. Cái thứ nhất đầm, cái thứ hai cách âm tốt, tuyệt vời. Riêng bà con chạy mấy cái mẫu này, nếu mà so sánh với cái phân khúc A, phân khúc B thì chắc có lẽ là không chịu nổi. Như là Vios Hyundai mà so với dòng Crew này thì Hyundai Vios không thể chịu nổi được anh em. Về cái độ đầm nè, về cái độ cách âm nè, thì em này là số 1 từ xưa đến giờ rồi. Chạy chuẩn 100.000 máy số rin hết. Anh em trải nghiệm vô phần khoang động cơ nhá. Đồng hồ nè, có hệ thống ABS nè, có hệ thống cảm biến gear nè. Full hết tất cả các tính năng, lắc nhẹ chìa khóa nổ máy rồi. Đó, trên đồng hồ nè anh em. Sạch sẽ chưa? Đầu ME3 theo xe, củ số thay củ số lớn nè. Hệ thống mở cúp điện ở trong, ưu tiên. Máy lạnh đây. AC kích hoạt nè. Hiển thị trên đầu ME3 rin luôn. Mở phát có lạnh nè. Chúng ta sẽ trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài. Hai bên kèo cột là nguyên bản hết. Từ cái dàn trần nè, anh chị dàn nỉ nó mới tinh nè. Tem theo xe còn. Mời anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang động cơ máy phía trong nha. Trung bổng này full tính năng rồi anh em. Đời cao nữa. Đời này đăng kiểm đến 2 năm cho anh em. 2 năm hay 5 rưỡi gì đó. Chừng anh nhớ mang máng là vậy. Đẹp không anh em? 5 rưỡi nha anh em. 5 rưỡi chuẩn rồi, 5 rưỡi. Quá đẹp. Xe này bên Trần Anh sẽ bao lỗi, cứng lỗi toàn bộ hệ thống. Cứng lỗi cho anh em hết toàn diện. Và bao luôn cục máy là rin hết nha anh em. Anh em nhìn cục máy nè, nhìn là ghiền rồi anh em. Anh em thấy cục máy nguyên bản của dòng Crew nhìn đã không? Nè. Nói Trần Anh dọn dẹp làm đẹp hết toàn bộ cho anh em rồi. Một cái xe cũ chạy qua 6-7 năm rồi mà dọn lên cỡ này nó sáng trưng. Từ cái hệ thống bô nè. Bô của em nó nè, anh chị bô chống nóng là mới nguyên bản nha. Chúng ta bên đây sẽ có hệ thống cảm biến oxy, phấn 7 màu. Còn nguyên bản lúc lạnh theo xe hết toàn bộ nha anh em. Em sẽ sử dụng toàn bộ hệ thống cam ngoài. Ây da, xe là không có tí đồ hơi, nhớt mới chủ nhà thay mới tinh nè. Trung mẫu này về anh em không phải bảo dưỡng gì nữa đâu. Trang bị là hệ thống ABS chống bó cứng phanh đây. Từ hệ thống đường co nướng nó còn nguyên si hết. Anh em hay hỏi Trần Anh đó, ở trong đây là hai cái ống đó là ống gì. Trước tiên là một cái hai cái ống nhôm màu trắng đó, là cái dàn lạnh. Còn cái ống ở trong là dàn nóng nha. Ống đen là dàn nóng nha cô chú anh chị. Nó phải có dàn nóng dàn lạnh đầy đủ. Tất cả tính năng hoạt động ok. Máy số rin. Đệm cao su chân máy chưa mở nè. Anh chị thấy không? Xài toàn bộ hệ thống IC. Máy em này là bao rin hệ thống rút bê nước. Chưa có đâm
chưa có dấu hiệu là khui mở luôn. Đây, Trần Anh nói về cái cảm biến túi khí. Đây là cục cảm biến túi khí phía trước nè. À, còn nguyên bản nha. Thường thường mà cái xe mà nó đâm va á, mà nó cứng lỗi mạnh vô dàn xương đầu á, là cái này nó bung ra. Bung ra thì lập tức cảm biến túi khí nó sẽ nổ nha cô chú anh chị nha. Nổ ở bên trong. Xe này không có dấu hiệu lỗi lầm. Từ cái phần đinh bấm nhựa nó còn nguyên bản theo xe như thế này. Xe đẹp chất lượng nha anh em. Anh em thấy Trần Anh bán xe có đẹp không ạ? Đây lộ ga của em nó nè. Em này xài toàn bộ hệ thống ga điện hết toàn diện nha anh em. Phấn 7 màu còn nguyên bản hết. Sạch sẽ lắm. Máy êm. Xương sẩu là không có dấu hiệu đâm va lỗi lầm. Trên chiếc xe nắp capo là nguyên si hết. Đó, đi gia đình thì anh em chọn mẫu này đi. Phân khúc C chạy nó đầm lắm anh em. Phải gọi là bao đầm bao sướng cho anh em luôn. Chạy bên Trần Anh bao máy cho chạy. Bảo hành máy cho anh em 3 tháng nha anh em. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần cốp xe cùng với Trần Anh nè. Đây là phần cốp xe. Phần cốp khá là rộng. Đèn ở trong là sáng trưng. Đây bà con, hệ thống keo chỉ nè. Nguyên bản hết nha cô chú anh chị nha. Táp lô táp bi sạch sẽ. Vỏ đồ xốp theo xe cốp nè. Cốp đẹp không? Họ đi em này bao sướng. Anh chị nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô nha. Đây anh em, coi đây là phần gầm. Anh chị coi gầm có chỗ nó mục không? Đó gầm nè. Bô là nguyên si hết. Gầm về là sáng nha. Không có dấu hiệu là mục ngọt ở dưới phần gầm đâu. Tiếp tục nè anh em. Đây nè. Cái bô nè. Bô 27, bô phía sau nè. Là mới luôn. Nè. Tem của dàn A1 giảm sốc còn nguyên si hết. Rồi anh em nào quan tâm mẫu Crew 2017 phân khúc C thì alo cho Trần Anh ô tô nha. Trần Anh chào anh em nha.